Đừng bóp ướt nhà đấy, ướt nhà đấy, ướt nhà đấy. Kêu cút bóp, bóp vào cái cây kia, cây ngoài cửa kìa. Kìa. Ừ. Cái này. Đúng rồi. Đấy, bóp cái kia. Đấy kìa, cong dây rồi, cong dây rồi. Ra sửa dây cái cong kìa. Nước không chảy được. Sửa dây thẳng ra. Không sao, tưới rồi. Anh đi tưới rồi.